Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ các bạn. Thì bạn nào là cao nhân và rành những cái lĩnh vực này thì xin các bạn hãy giúp mình ha. Thì thời gian qua mình thấy ở trên mạng các bạn, nhất là YouTube, thì có rất là nhiều người chia sẻ với nhau cái cách mà mở kiếm tiền cho cái kênh YouTube các bạn. Thì cái đây là cái kênh YouTube của mình nè, Nam Coveco. Thì mình chuyên làm về những cái miền quê, và mình trồng dừa, mình thích trồng dừa và trồng một số cái cây cảnh các bạn, mít rồi đó. Rồi thơm này là mình cũng có quay được khoảng mấy chục cái video mình đưa lên. Thì hiện tại là cái kênh của mình đó các bạn. Kênh của mình ở Trần Tổng Hoa đây đó. Kênh của mình đã có được 1.523 người đăng ký, thì lượt xem là 89.000 nè các bạn. Thì 89.000 và cái là theo cái quy định của YouTube các bạn, là mình đã được trên 4.000 giờ rồi, trên 1.000 người đăng ký trong vòng 12 tháng rồi. Nhưng mà sao cái kênh của mình không bật được kiếm tiền nữa các bạn. Thì mình đã có đăng ký kiếm tiền nè, mình bảo cho các bạn xem nha. Này, nó báo mình đơn đăng ký đã gửi và đang được xem xét. Thì mình gửi cách nay cũng khoảng 2 tháng rồi, hơn 2 tháng rồi các bạn. Thì nó cần 1.000 người đăng ký trong vòng 12 tháng, mình đã 1.523 người. Số giờ xem là cần 4.000 giờ, thì mình đã có được là 4.890 giờ rồi. Nghĩa là mình đã vượt hơn nó rất là nhiều. Và khá nhiều các bạn, đây là cũng cả một quá trình phấn đấu các bạn trong vòng 12 tháng. Thì với một cái kênh mà làm về nông nghiệp, về chăm dừa chủ yếu là niềm vui là chính, chứ còn mình biết cái thu nhập nó sẽ không có nhiều đâu. Nhưng mà mình cũng thắc mắc tại sao mình gửi, mình đăng ký nay cũng lâu rồi, hơn 2 tháng rồi mà không có thấy. Trong khi thì cái kênh này nó đã bắt đầu xem xét, sẽ gửi email khi có phê duyệt nè các bạn. Họ nói bạn đã đạt được 4.000 giờ trong 12 tháng và 1.000 người đăng ký. Kênh của bạn hiện đang được xem xét. Để đảm bảo tuân thủ các điều khoản chương trình đối tác YouTube, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn thường là trong vòng 1 tháng. Nhưng mà kênh của mình nay đã hơn 2 tháng rồi mà không thấy họ trả lời gì hết đó các bạn. Thì bạn nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này thì các bạn có thể giúp mình, hoặc là mình chia sẻ với mình cách mà bật kiếm tiền lên đó các bạn. Mình biết giữa cái thấy người ta đăng là hàng video, người ta có tới hàng triệu, hàng mấy triệu, chục triệu gì người xem, thì họ mới có thu nhập nhiều. Chứ mình nghĩ là cái của mình vài chục lượt xem, mà có vài chục ngàn lượt xem thì chắc cũng không có nhiều, không có thu nhập nhiều tiền. Nhưng mà mình cũng tò mò cái lĩnh vực này. Thì thật sự thì trong cái kênh của mình đây thì những video do mình làm mà mình không có vi phạm bản quyền hết đó các bạn. Các bạn xem ha, video của mình, video nhiều cũng được 20.000 người xem, và 10.000 người xem rồi các bạn. Mình không có vi phạm gì hết luôn á, mình nhìn thấy nè, nguyên tắc cộng đồng thì mình không có vi phạm gì luôn các bạn. Mà không biết sao mà không bật được kiếm tiền nữa nè. Thì mình cũng tò mò, mình muốn tìm hiểu lĩnh vực này cho biết. Thì mình thấy sao mình lên những kênh của mọi người thấy ai cũng được và kiếm tiền hết, mà kênh mình không được, thì mình tò mò đi đó. Chắc ăn là trên mạng mình có rất là nhiều bạn giỏi về lĩnh vực này. Các bạn xin các bạn hãy chia sẻ với mình ha. Thì mình cũng tò mò thôi, chứ còn cái khả năng của mình làm cái lĩnh vực này chỉ là niềm vui thôi, chứ mình cũng không có đi sâu vào nhiều. Nhưng mà mình cũng muốn biết. Thế các bạn, thì mình nhận nhân lên thì mình thấy cái tiêu chuẩn để mà đăng ký á, để mà bật kiếm tiền, thì mình thấy là tiêu chuẩn của mình đảm bảo rồi. Mà sao không biết sao mà không được. Không hiểu nổi. Sao nó kỳ quá. Bạn nào có cái kinh nghiệm chia sẻ với mình, giúp đỡ mình hả các bạn. Thì xin cảm ơn các bạn nha. Mình
phân vân quá. Thì thời gian gần đây thì mình thấy họ đưa ra cái tiêu chuẩn 4.000 giờ, mình cũng đạt 4.000 giờ rồi mà mình không được bật kiếm tiền, mình thấy mình cũng làm biếng làm video các bạn. Mình về quê mình nhìn đi ra vườn, mình thích tự mình làm, cũng làm biếng quay lại. Thì mình thấy giống như là bị dụ sao, mình cũng đăng ký này kia, mình cũng đăng video lên thì người xem ít thì có thể là video mình không hay, thì nhưng mà sao mình không được bật kiếm tiền như người khác. Thì xin cảm ơn các bạn nha, và bạn nào có cái kinh nghiệm việc này xin hãy chia sẻ với mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.